Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài đọc số 3, Chọn đường. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ thực hiện các nội dung sau. Đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đọc thành tiếng, sau đó là đọc hiệu và cuối cùng sẽ là đọc nâng cao. Đến với hoạt động đọc thành tiếng thì đầu tiên thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta. Sau đó thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Khi đọc bài đọc này thì chúng ta sẽ đọc với giọng toàn bài khoan thai, trang trọng, phù hợp với văn văn bản kể chuyện và thể hiện sự trân trọng đối với danh y. Và hai câu mở đầu ở đoạn 2 thì chúng ta sẽ chú ý một số chỗ chúng ta cần phải nhấn giọng, ví dụ như thế rồi: tai họa bỗng ập đến, một bệnh lạ hoành hành dữ dội giết chết bao mạng người, và đọc với giọng buồn trầm lắng. Ở đoạn 3 thì chúng ta thấy là ngay kỳ thi ấy Bá Tĩnh có tên trên bảng vàng, đọc với giọng vui mừng. Đó là một số chỗ chúng mình cần phải lưu ý khi đọc bài Chọn đường. Đầu tiên thì thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe bài đọc Chọn đường. Nguyễn Bá Tĩnh mồ côi cha mẹ từ năm lên 6, cậu được một vị hoàng thượng đưa về nuôi. Ở chùa, cậu ngày đêm rùi mài kinh sử để chuẩn bị đi thi. Thế rồi, tai họa bỗng ập đến, một bệnh lạ hoành hành dữ dội, giết chết bao mạng người. Trước cảnh ấy, Bá Tĩnh không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc thi cử nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Bá Tĩnh quyết định chọn con đường làm thuốc cứu người. Cậu quên ăn, quên ngủ, nghiền ngẫm sách thuốc, nhưng ngay cả những thầy thuốc nổi tiếng bấy giờ cũng đều bỏ tay. Một thầy thuốc tự học như cậu thì làm được gì? Rồi dịch bệnh qua đi, Bá Tĩnh được tin năm sau vua mở khoa thi tiến sĩ. Cảm thấy nếu đỗ đạt cao, có uy tín thì con đường làm thuốc sẽ dễ dàng hơn. Bá Tĩnh quyết định đi thi. Ngay kỳ thi ấy, Bá Tĩnh có tên trên bảng vàng. Ngày các tân khoa vào chầu vua, nhà vua hỏi ông: "Trẫm nghe nói khanh đã dày công thu góp được nhiều phương thuốc hay, trẫm muốn cho khanh làm ngự y, y khanh thế nào?" Muôn tâu hoàng thượng, Bá Tĩnh đáp: "Được hoàng thượng giao cho việc lớn, thần xin tạ ơn. Nhưng thần tài hèn sức mọn, lại chuyên làm thuốc nam, e chỉ hợp trị bệnh cho dân thường thôi." Đức vua không quả trách mà rất hài lòng. Khanh chăm lo cho thần dân của trẫm cũng là lo cho trẫm rồi. Từ đó, Bá Tĩnh dốc sức vào việc trồng thuốc trị bệnh. Ông mở lớp dạy học trò, miệt mài viết hai bộ sách chỉ dẫn các phương pháp để phòng và chữa bệnh bằng thuốc nam cùng các phép ngoại khoa đơn giản. Ông được coi là ông tổ của ngành thuốc nam theo Quỳnh Cư. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc Chọn đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video và đọc lại bài đọc này một lần. Khi đọc thì chúng ta chú ý những chỗ cần phải nhấn giọng, ví dụ như là thế rồi, tai họa bỗng ập đến, một bệnh lạ hoành hành dữ dội giết chết bao mạng người. À, chúng này chỗ này chúng ta sẽ đọc với giọng buồn trầm lắng. Ở đoạn số 3 thì chúng ta sẽ đọc với giọng vui mừng, đó là ngay kỳ thi ấy Bá Tĩnh có tên trên bảng vàng. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài đọc nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ
Tìm xem trong bài có những từ khó nào mà chúng ta có thể là khó đọc, dễ nhầm lẫn. Thì một số từ thầy sẽ đưa lên ở đây để cho chúng ta tham khảo và luyện đọc. Ví dụ như là dùi mài kinh sử, dùi mài kinh sử, hay là bảng vàng, tân khoa, và thuốc nam. Ngoài ra chúng ta có thể tìm thêm một số từ để luyện đọc. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng cho thầy biết là trong bài được chia làm mấy đoạn. Ở đây thì chúng ta có thể thấy trong bài được chia làm 4 đoạn, đúng không? Đoạn thứ nhất sẽ là từ đầu cho đến chuẩn bị đi thi. Đoạn thứ hai sẽ là từ tiếp đến cho làm gì được. Đoạn thứ ba sẽ là từ tiếp đến cho đến lo cho trẫm rồi. Đoạn cuối cùng sẽ là từ tiếp đến cho đến hết bài. Bây giờ chúng ta cùng đọc nối tiếp từng đoạn ở trong bài. Đoạn thứ nhất đó là Nguyễn Bá Tĩnh mồ côi cha mẹ từ năm lên 6. Cậu được một vị hoàng thượng đưa về nuôi. Ở chùa, cậu ngày đêm dùi mài kinh sử để chuẩn bị đi thi. Đó là đoạn 1. Đoạn số 2 sẽ là từ Thế rồi, tai họa bỗng ập đến, một bệnh lạ hoành hành dữ dội, giết chết bao mạng người. Trước cảnh ấy, Bá Tĩnh không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc thi cử nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Bá Tĩnh quyết định chọn con đường làm thuốc cứu người. Cậu quên ăn, quên ngủ, nghiền ngẫm sách thuốc, nhưng ngay cả những thầy thuốc nổi tiếng bấy giờ cũng đều bỏ tay. Một thầy thuốc tự học như cậu thì làm gì được? Đó là đoạn số 2. Chúng ta sẽ đến với đoạn số 3. Đoạn số 3 như sau. Rồi dịch bệnh đi qua, Bá Tĩnh được tên năm sau vua mở khoa thi tiến sĩ. Cảm thấy nếu đỗ đạt cao, có uy tín thì con đường làm thuốc sẽ dễ dàng. Bá Tĩnh quyết định đi thi. Ngày kỳ thi ấy, Bá Tĩnh có tên trên bảng vàng. Ngày các tân khoa vào chầu vua, nhà vua hỏi ông: "Trẫm nghe nói khanh đã dày công thu góp được nhiều phương thuốc hay, trẫm muốn cho khanh làm ngự y, y khanh thế nào?" Muôn tâu hoàng thượng, Bá Tĩnh đáp: "Được hoàng thượng giao cho việc lớn, thần xin tạ ơn, nhưng thần tài hèn sức mọn, lại chuyện làm thuốc nam, e chỉ hợp trị bệnh cho dân thường thôi." Đức vua không quở trách mà rất hài lòng. Khanh chăm lo cho thần dân của trẫm cũng là lo cho trẫm rồi. Đó là đoạn số 3. Đoạn số 4 sẽ là đoạn còn lại. Đó là từ đó Bá Tĩnh dốc sức vào việc trồng thuốc, trị bệnh. Ông mở lớp dạy học trò, miệt mài viết hai bộ sách chỉ dẫn các phương pháp để phòng và chữa bệnh bằng thuốc nam cùng các phép ngoại khoa đơn giản. Ông được coi là ông tổ của ngành thuốc nam. Thì chúng ta hãy dừng video và đọc lại bốn nối tiếp thầy bốn đoạn ở trong bài. Trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì chúng ta hãy đọc lại toàn bài một lần nữa. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần đọc hiệu, thì chúng ta sẽ thảo luận và trả lời một số câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, hoàn cảnh của danh y Tuệ Tĩnh lúc nhỏ thế nào? Chúng mình có thể đọc ở đoạn 1. Vậy thì danh y Tuệ Tĩnh lúc nhỏ chúng mình thấy có hoàn cảnh như thế nào? À đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể thấy hoàn cảnh của danh y Tuệ Tĩnh lúc nhỏ thì mồ côi, đúng không? Mồ côi cha mẹ. Ông mồ côi cha mẹ từ năm lên 6, được một vị hoàng thượng nuôi và cho ăn học. Đó là hoàn cảnh của danh y Tuệ Tĩnh. Câu hỏi số 2. Vì sao ông quyết định chọn con đường làm thuốc? Vậy thì chúng ta hãy đọc tiếp đoạn văn và cho thầy biết. Vì sao ông quyết định chọn con đường làm thuốc? Ông thấy ông đã chứng kiến cảnh như thế nào?
À đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể thấy là ông đã chọn con đường làm thuốc vì ông đã chứng kiến cảnh bệnh lạ hoành hành dữ dội và giết chết bao mạng người. Cho nên ông không còn lòng dạ để đi thi nữa mà chuyển sang gì? À làm thuốc đúng không? Một bệnh dịch làm chết rất là nhiều người khiến ông thấy việc thi cử không có ý nghĩa bằng việc làm thuốc để cứu người. Cho nên ông đã quyết định chọn con đường đó là làm thuốc. Câu số 3. Vì sao Tuệ Tĩnh đã theo nghề thuốc mà vẫn tham gia kỳ thi tiến sĩ? Chúng ta lại đọc tiếp đoạn văn. Vậy thì chúng mình thấy Tuệ Tĩnh đã theo nghề thuốc mà vẫn tham gia kỳ thi vì sao? Và ông nghĩ như thế nào? Đúng rồi. Ông vẫn đi thi vì cảm thấy nếu đỗ đạt cao, có uy tín thì con đường làm thuốc sẽ như thế nào? Dễ dàng hơn, đúng không? Cho nên Tuệ Tĩnh đã theo nghề thuốc nhưng mà vẫn vẫn đi thi cũng nhằm mục đích là cứu người. Và khi đỗ đạt thì có uy tín cao thì làm thuốc sẽ dễ dàng hơn. Câu tiếp theo. Chi tiết nào cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã học? Chúng ta có thể đọc đoạn hội thoại giữa nhà vua và danh y Tuệ Tĩnh. Thì chúng mình thấy đó là ông đã thể hiện đúng rồi, quyết tâm đi theo con đường danh y của mình, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy ông không làm quan ngự y mà tiếp tục nghiên cứu thuốc nam để chữa bệnh cho người. Chi tiết cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường đã chọn là bà Tĩnh dốc sức vào việc trồng thuốc trị bệnh. Ông mở lớp dạy học trò, miệt mài viết hai bộ sách chỉ dẫn các phương pháp để phòng, tránh chữa bệnh, phòng và chữa bệnh bằng thuốc nam cùng các phép ngoại khoa đơn giản. Như vậy ông không làm quan ngự y mà tiếp tục nghiên cứu thuốc nam để chữa bệnh cho người. Đó là chi tiết cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. Vậy thì em có suy nghĩ gì về danh y Tuệ Tĩnh? Vậy thì chúng ta thấy ông là người như thế nào? Có tài, có đức hay không? À đúng rồi. Chúng ta có thể thấy danh y Tuệ Tĩnh là người có công lớn với nhân dân. Danh y Tuệ Tĩnh là người như thế nào? À, vừa có đức vừa có tài, đúng không? Ông biết suy nghĩ và đùm bọc bá tánh dân chúng, gắn với sự học với nhiều lợi ích gần gũi trong cuộc sống. Đó là một số suy nghĩ chúng ta có thể chia sẻ với các bạn. Và hiện nay thì chúng ta có thể thấy danh y Tuệ Tĩnh được coi là ông tổ của ngành thuốc nam. Tên của ông được dùng để đặt cho một bệnh viện lớn ở Hà Nội và nhiều đường phố ở các đô thị trong nước. Như chúng ta quan sát lên màn hình, đây là bệnh viện Tuệ Tĩnh, chính là tên của danh y Tuệ Tĩnh. Đến với phần đọc nâng cao thì chúng ta sẽ luyện đọc lại một số chỗ. Ví dụ như cần nhấn giọng ở những chỗ như là Bá Tĩnh được tin năm sau vua mở khoa thi tiến sĩ. Cảm thấy nếu đỗ đạt cao, có uy tín thì con đường làm thuốc sẽ dễ dàng hơn. Bá Tĩnh quyết định đi thi. Ngày kỳ thi ấy, Bá Tĩnh có tên trên bảng vàng. Đó là một số chỗ chúng mình cần phải nhấn giọng. Và ở đây thì chúng ta sẽ quan sát lại một lần nữa những chỗ cần nhấn giọng mà lúc đầu thầy cũng đã hướng dẫn. Và một số chỗ thì chúng ta cần phải đọc với giọng lễ độ khiêm tốn, ví dụ ở trong phần đối đáp giữa nhà vua với Tuệ Tĩnh, hay là giọng khoan thai vui vẻ khi nói nhà vua nói về Tuệ Tĩnh. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài đọc chọn đường. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.